Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nhé. Hôm nay mình sẽ đi ra vườn mận, vặt mấy ít mận để đi làm quà. Mình có đi làm công ty các bạn ạ. Bây giờ, hôm nay là trong dịp nghỉ lễ mùng 10 tháng 3 Giỗ Tổ Hùng Vương. Mình có được nghỉ 2 hôm mình về quê. Bây giờ mình ra vườn mận của nhà mình để vặt mấy ít mận xuống làm quà cho mọi người các bạn ạ. Và tiện thể mình quay video lại cho các bạn xem vườn mận của nhà mình luôn các bạn. Đây, những cây mận nhà mình mới trồng được hơn 2 năm, 2 năm rưỡi các bạn. Nó to bằng này. Đây là cây mấy cây hồng các bạn. Vườn mận hôm nay sáng có một trận mưa rất là to các bạn ạ. Cây nó hơi xuống. Chưa ăn được đâu. Nó cái mận cơm này hết thì mận đắng bắt đầu hành ăn đấy các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vặt mấy mận này các bạn nhé. Nhìn cái chỗ này, cái cành này. Đấy. Quả nặng nước mưa nữa. Qua mưa xuống nữa, bây giờ nó quả thì nó hút được nước xong rồi. Trên lá nó có nước nữa, bây giờ nó ngã xuống nữa. Xuống mặt đất. Như này một hai hôm nữa đó. Mận nó vỡ ra hết đấy các bạn ạ. Bởi vì nhiều nước quá mà. Nó sẽ hút được nhiều nước, nó mận nó sẽ nứt vỡ nó hết rồi.